bỏ tay ra. Chào chị. Bỏ ra, người ta cười cho. Kệ. Không liều thì làm sao mà yêu được anh. Ừ? À, anh với cái bà Cúc ấy, đừng có mà xoắn lấy nhau nữa nhá. Em ngứa mắt lắm rồi đấy. Chỉ là bạn bè thôi mà. Bạn bè cũng không được. Bà ấy đẹp thế cơ mà. Em có vẻ hơi thiếu tự tin đấy. Còn khuyên nhá, em ấy phải nói là quá tự tin luôn đấy. Để rồi xem. À, anh thấy cái váy này của em thế nào? Vừa mới mua xong đấy. Cái này á, đảm bảo bà Cúc sành điệu của anh á, không thể đủ con mắt tinh tế để nhìn thấy cái đẹp của bộ váy này đâu. Đi em. Kìa, Cúc. Ông đây rồi. Tôi chờ ông mãi. Vào đây, tôi nhờ ông chút việc. Ừ, em này. Chết rồi. Thế này mình lại đụng hàng với mũi à? Lại còn đi sau mới đau chứ. Thấy chưa? Phát hiện vấn đề cực siêu luôn. Đây có phải là phát hiện vấn đề đâu. Đây mới là tổng kết vấn đề. Từ một sự vật, sự việc, bà sẽ phát hiện ra vấn đề mang tính phổ biến mà không ai phát hiện ra. Đó mới là phát hiện vấn đề. Đây là bà đang tổng kết lại sự việc theo cách nhìn của tất cả những người khác. Thế á? Vậy phải làm sao bây giờ? Đơn giản là bà về đọc trộm báo cáo tài chính của ông xã bà. Báo cáo tài chính của một doanh nghiệp có rất nhiều vấn đề, như báo cáo thuế láo này, nợ ngân hàng nhiều mà không có khả năng chi trả. Rất nhiều. Những việc đó có ở nhiều doanh nghiệp, chứ không chỉ là doanh nghiệp của ông xã bà. Nên nó sẽ mang tính chất phổ biến. Khó hiểu nhỉ. Nhưng thôi được. Chị mượn anh Văn một tí thôi. Chưa gì mà đã quản nhau chặt thế. Thôi, tôi về nhá. Mai sẽ có bài mới cho ông, đậm đặc tính phát hiện mới luôn. Ok. Chị về Loan nhá. Vâng ạ. Anh Văn. Sao em? Giờ em làm gì với cái váy dở hơi này? Mặc đồng phục với bà Cúc à? Tưởng chuyện gì? Bản báo cáo tài chính để ở đâu nhỉ? Mà bản báo cáo tài chính trông như thế nào? À, chắc chắn là ông để trong máy tính rồi. Máy tính lại còn để password nữa. Password là gì nhỉ? Là ngày sinh à? Không phải... Là ngày cưới à? Cũng không phải. Là cái gì nhỉ? Hay là ngày sinh của mình? Hóa ra ông xã của mình yêu mình ghê. Lấy cả ngày sinh của mình là password nữa. Bản báo cáo tài chính đâu rồi nhỉ? Máy tính chạy nhanh lên. Không mong ấy mà về, ông ấy giết tao. Toàn số má thế này, hiểu cái gì chứ? Em làm gì thế Cúc? Sao hôm nay anh về sớm thế? Em đọc báo cáo tài chính của anh làm gì? Thì...
Em tham khảo thôi mà. Tham khảo cái gì? Thì tham khảo thông tin. Thông tin gì chứ? Thông tin mà. Anh nghiêm cấm em không được động chạm bất cứ tài liệu nào của anh, rõ chưa? Em... Mà em nghe rõ đây này, em mới đi làm được vài buổi mà đã mắc bệnh nghề nghiệp rồi đấy. Việc người khác thì em không viết, mà cứ muốn đưa việc nhà lên báo là sao? Thì em có định viết về nhà mình đâu. Thế em xem báo cáo tài chính của anh làm gì? Em đi ra ngoài ngay đi. Tại sao em toàn làm chuyện điên khùng thế hả Cúc? Tôi điên khùng đấy. Trên thế gian này chỉ có mình anh là tỉnh táo thôi. Khinh người quá đáng.